Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Đề Dong chính thức hứa với Ten Hag gia nhập MU. Xác nhận, MU chính thức sở hữu băng tấn Martinez. Lisandro Martinez không chỉ là một trung vệ, và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Đề Dong chính thức hứa với Ten Hag gia nhập MU. Independent khẳng định, Đề Dong không phải nhất mực muốn ở lại Nou Camp như nhiều nguồn tin loan báo, mà thực tế tiền vệ này có liên hệ với Erik Ten Hag. Tiền vệ tuyển Hà Lan được cho đã nói với thầy cũ hiện dẫn dắt MU rằng anh sẵn sàng ra đi, đến chơi bóng ở Old Trafford. Tuy nhiên, muốn Barca phải thanh toán xong khoản nợ lương thưởng tổng cộng 20 triệu euro. Trường hợp Barca không làm được như vậy, anh sẽ ở lại và không chấp nhận giảm lương ở mùa giải phía trước. Trong khi đó, theo các tin tức mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU và Barca đã đạt được thỏa thuận hoàn toàn thương vụ Đề Dong với tổng trị giá 85 triệu euro, trong đó 75 triệu euro phí ban đầu và 10 triệu euro gồm các tiện ích bổ sung. Tuy nhiên, việc MU ký Đề Dong được cho cũng khó sớm ngã ngũ vì khoản nợ lương của Barca với tiền vệ này. Ten Hag muốn hồi sinh Donny van de Beek. Mới đây, người thầy cũ Erik Ten Hag đã ủng hộ Donny van de Beek xoay chuyển sự nghiệp ở MU bằng cách chơi với vai trò cao hơn trong hàng tiền vệ vì cầu thủ này có khả năng đánh hơi bàn thắng cực kỳ xuất sắc. Cầu thủ người Hà Lan hoàn toàn có cơ hội để hồi sinh và huấn luyện viên Ten Hag tin rằng cậu học trò cưng của mình có thể nắm bắt được cơ hội này. Một trong những vấn đề lớn nhất đối với tiền vệ 25 tuổi lúc này đó chính là khẳng định rõ vai trò của mình nơi hàng tiền vệ. Ten Hag cho biết, vị trí tốt nhất của De Beek là khả năng di chuyển không bóng trong vòng cấm đối phương, chơi lùi sau một tiền đạo anh ấy sẽ đánh hơi bàn thắng rất tốt. Tôi nghĩ rằng MU có tiềm năng rất lớn và những cầu thủ thực sự giỏi. Bây giờ là lúc để khai thác tiềm năng và do đó chúng tôi phải làm việc thực sự chăm chỉ. Quỷ đỏ nhận tin vui từ Ronaldo. Sau khi đánh tiếng muốn rời đi vào hè này, tưởng chừng như Ronaldo sẽ được các đại gia châu Âu xếp hàng chào đón. Tuy nhiên, các fan của CR7 đã bị sốc khi mới đây lần lượt những ông lớn như PSG, Bayern và Chelsea đều từ chối mua siêu sao này. Điều này sẽ là một tin cực vui đối với quỷ đỏ bởi ngôi sao 37 tuổi gần như đã cạn kiệt các lựa chọn để gia nhập đội bóng mới. Vậy nên, khả năng MU sẽ giữ chân được tiền đạo người Bồ Đào Nha trong hè này là rất cao, bất chấp việc cầu thủ từng đoạt 5 quả bóng vàng không muốn thi đấu ở Europa League mùa tới cùng MU. Xác nhận, MU chính thức sở hữu băng tấn Martinez. Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân mới đây, đầu bếp riêng của Martinez tại Ajax đã đăng tải bức hình chụp cùng cầu thủ này kèm theo dòng trạng thái. Bữa tối chia tay, gửi fan MU hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé. Thông điệp rõ ràng ấy cho thấy MU đã chính thức có được chữ ký từ hậu vệ 24 tuổi. Dự kiến, anh sẽ có mặt tại nước Anh trong ngày hôm nay để kiểm tra y tế trước khi ra mắt trong màu áo mới. Ở buổi tập của Ajax diễn ra ngày 14 tháng 7 vừa qua, Martinez cũng không có mặt. Bởi lẽ ban lãnh đạo đội bóng Hà Lan lo ngại ngôi sao xứ Tango có thể dính chấn thương và điều đó sẽ ảnh hưởng tới quá trình chuyển sang thi đấu cho MU từ cầu thủ này. Cập bến Old Trafford, hậu vệ 24 tuổi sẽ tái ngộ với người thầy cũ Erik Ten Hag. Sự ăn ý giữa họ là điều mà các cổ động viên quỷ đỏ đang rất chờ đợi vào mùa giải mới và hy vọng Martinez mang đến thêm tính chắc chắn cho hàng phòng ngự đội bóng. Chelsea phá đám MU vụ mua sao Ajax. Tờ Give Me Sport khẳng định Chelsea đang để mắt tới tiền đạo Antony của Ajax dù họ vừa chiêu mộ thành công Raheem Sterling. Ngôi sao người Brazil được Thomas Tuchel xem như sự thay thế cho Hakim Ziyech, người đang dục dịch rời Stamford Bridge. Antony cũng chính là mục tiêu hàng đầu của MU kể từ khi Erik Ten Hag được bổ nhiệm dẫn dắt quỷ đỏ. Lisandro Martinez không chỉ là một trung vệ. MU đã nỗ lực chiêu mộ Lisandro Martinez suốt thời gian qua và đang ở rất gần trung vệ tài năng của Ajax. Chiều cao 1m75 của Lisandro Martinez có vẻ khiêm tốn so với các trung vệ. Nhưng cầu thủ xuất sắc nhất mùa trước của Ajax đã phá vỡ niềm tin truyền thống rằng chỉ các trung vệ cao lớn có thể chất mới là những tảng đá tảng. Vậy Martinez có gì đặc biệt để khiến Ten Hag quyết tâm đưa anh về Old Trafford? Giải Thái Lan có thể không đòi hỏi khắt khe về tốc độ, thể hình, thể lực như ngoại hạng Anh. Nhưng sự điềm tĩnh của cầu thủ 24 tuổi này là thực sự bắt mắt. Martinez còn có nhận thức tuyệt vời về vị trí trên sân khi kiểm soát bóng, điều mà dàn trung vệ hiện tại của MU thường vật lộn. Nhờ trọng tâm thấp cùng kỹ thuật của một cầu thủ Nam Mỹ,
Martinez thoát pressing giỏi để có thể kéo bóng, tịnh tiền bóng cho tuyến trên. Các cổ động viên Ajax đã tôn vinh Martinez với biệt danh gã đổ tể do công việc phòng ngự ở cường độ cao của anh. Martinez xuất sắc trong việc đánh hơi sự nguy hiểm, khả năng đọc trước những chuyển động của đối phương. Sau đó anh sẽ là gã đổ tể, truy lùng gắt gao để đánh chặn. Mối quan hệ hợp tác giữa McTominay và Fred luôn bị người ta đặt dấu chấm hỏi. Một số coi đó vấn đề chính đằng sau sự sa sút gần đây của Quỷ Đỏ. Và Martinez có thể là đáp án cho hàng tiền vệ của MU. Anh đã chứng tỏ mình là một tiền vệ phòng ngự chắc chắn khi được yêu cầu. Cầu thủ người Argentina có thể hoạt động độc lập phía sau Fred, Bruno Fernandes hay là De Jong, Christian Eriksen để có thể giải phóng họ, cho phép họ thoải mái sáng tạo. Dù Rafael Varane và Eric Bailly có chất lượng như thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn có vấn đề, đó là không thể cung cấp thời gian thi đấu ổn định trong một hàng phòng ngự mới được nhào nặn. Martinez chỉ có một chấn thương đáng chú ý được ghi nhận, đó là chấn thương cơ thể khiến anh phải ngồi ngoài trận 8 trận từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022. Rõ ràng, cầu thủ người Argentina là người có sức khỏe, sự bền bỉ nhiều hơn so với các hậu vệ hiện tại của MU. MU sẽ là điểm đến lý tưởng cho De Jong. Thương vụ của De Jong ở mùa hè năm nay vẫn chưa có hồi kết. Điểm đến sáng giá nhất cho tiền vệ người Hà Lan vẫn là MU. Đây được xem là mục tiêu số 1 mà Erik ten Hag muốn mang về đội chủ sân Old Trafford mùa hè năm nay. Ten Hag chính là người đã trao cơ hội cho De Jong lên đội 1 tại Ajax trong nửa cuối năm 2016. Trong thời gian 3 năm, De Jong đã có những sự trưởng thành vượt bậc, đặc biệt đã cùng Ajax đi đến bán kết C1 vào năm 2019 và chỉ thiếu một chút may mắn để có mặt tại chung kết. Dưới vai trò ở vị trí số 6, De Jong đã hoàn thiện hơn khả năng tịnh tiến và triển khai bóng lên phía trên, trở thành một trong những tiền vệ hay nhất thế giới lúc này. Ở MU đang có Erik ten Hag, người thầy cũ của anh. Ông cho rằng đây là mục tiêu số 1 của đội bóng. Trước sự thuyết phục của chiến lược gia người Hà Lan, có lẽ De Jong sẽ có sự đồng ý trong vài ngày tới khi Barcelona đang có những hành động có phần bất lợi khi buộc anh phải giảm lương nếu muốn ở lại. Dù đang có sự giảm sút nhất định về thành tích sau kỷ nguyên của Sir Alex, nhưng MU vẫn đang nổi tiếng với độ chịu chơi và sòng phẳng trong vấn đề lương bổng. Theo Guerra, Rorena và Mirot, hiện giờ De Jong vẫn đang bị Barca nợ tiền lương. Đó là vấn đề lớn nhất khiến thương vụ này vẫn chưa được giải quyết nhanh gọn. Tới với MU, tuyển thủ người Hà Lan nhiều khả năng sẽ nhận được nhiều hơn số tiền 310.000 bảng trên tuần hiện tại ở Barcelona. Một con số mơ ước với độ tuổi 25 này và chắc chắn sẽ không bao giờ có những vấn đề lùm xùm liên quan đến việc trả lương. Vai trò của De Jong đã bị giảm đi chút ít khi có sự xuất hiện của Sergio Busquets và Pedri trong hàng tiền vệ của Barcelona. De Jong đã thường xuyên phải chơi thấp hơn ở cuối mùa giải năm nay, khiến cho anh không thể phát huy hết điểm mạnh của mình. Đến với Man U, De Jong nhiều khả năng sẽ được trở lại vị trí số 6 của mình và điều đó sẽ giúp Fred, Bruno và De Beek tự tin hơn trong mặt trận tấn công. Tiền vệ người Hà Lan sẽ là vị trí không thể thiếu nếu có mặt trong hàng ngũ của MU lúc này và anh sẽ được coi là nhân tố chính trong lối chơi của Quỷ Đỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!